chơi hai cái que chả nè hả? Đợi anh ăn thịt mày. Gà nó bỏ xe chả cho anh. À vậy hả? Bún mang gà xé, bún mang gà xé mà vậy. Món này khá là mới dọn ra luôn. Chiều con gái đưa luôn chưa? Chiều con gái đưa nha. Tiêu hả? Không. Buổi sáng cho nên là cái nồi nó còn đầy nhóc ấy kìa. Hai. Buổi sáng nhìn cái nồi nhà và đồ hấp dẫn quá. Đổ đại về cái là chụm cho sôi lên ha. Đây được một cái là ai đốt cái than củi rồi cho nên là nó đây nó có cái bún và miếng này. Đó, mình thích nhất cái món này này nó cái ca đây là đặc biệt nhất á, tỏi ngâm. Đây, bún miếng. Đây bún này. Đây có chả. Này gà. Ồ có mì gói nữa nè. Ở đây thì khoảng 6 giờ là chị ra chị bán rồi kìa. Cái chỗ đây là 27A đường Nguyễn Đình Chiểu ha, quận nhất, đây nó thuộc quận nhất. Thì bán đổi món ngày mai thứ ba thì món phở 25.000 thì mình sẽ ghé ở đây để mình chia sẻ với mọi người luôn. Món phở ở đây cũng bán 25.000 đồng giá lắm ha. Ở đây tất cả các món đều bán hàng giá. Có cái bún riêu nhìn rất là hấp dẫn nhưng mà hình như là bún riêu thì chị không có cái lịch cố định mà chị bán, có nghĩa là chị bán thay đổi món cho nên là cái món muốn view nó sẽ ra vào ngày thứ ba thứ tư gì đó. Rồi bữa nào chị bán muốn view nữa? Muốn view hả? Ừ. Chắc thứ sáu tới đây á. Thứ sáu. Bởi vậy món muốn riêu là không có lịch cố định ha. Riêu là lâu lâu mới vô lần. À lâu lâu chưa. Còn mấy món này là cố định rồi. Mấy cái món này á thì sợ chỉ bán vậy là bởi vì cái nhu cầu của thực khách, có nghĩa là những cái món này thực khách người ta thích nhiều hơn, họ ăn đông hơn cho nên là họ ưu tiên. Đó, bán buôn ở ngoài đường cho nên là phải ưu tiên những cái món mà người ta thích. Còn cái món bún riêu chị nói ở cái dân khu dân phòng mà đây thì người ta ăn ít hơn. Bởi vì sao? Bởi vì bún riêu thì ăn với cái mắm á, mắm tôm á mọi người. Cho nên là nó sẽ được người ta sẽ ngại bởi vì ăn nó hôi, nó không có đánh răng á. Đó, đơn giản là vậy thôi. Cái gùa nước đây là nước gì nữa? Mắm gừng để ăn với gà. Là đó là mắm gừng. Nhìn rất là hấp dẫn cái xe. Khi món bún mì gà quần quần ở cái khu này bán rất là nhiều, cả trong tuần thường bán rất là nhiều. Tính ra ông cũng đi làm sớm ghê chứ. Hai chồng cũng giỏi ghê. Bây giờ chạy đi ra hết rồi. Rồi bình thường nhà là hai đứa nhỏ. Rồi nó ở nhà hả? Tự ở nhà hả? Từ nó đi học đi đồ nó tự. Cũng lớn rồi hả? Bắt đầu nó tự đạp xe đi. Còn anh cũng vậy. Còn anh cu? Anh cu thì ở mầm non. Thời ái đó được rồi, khỏi ở cày quá. Sáng tay em bỏ ớt rồi thôi khỏi nói. Cay lắm, nghe khách nói à. Bà bỏ ớt cũng sợ ớt bà luôn á. Cày hít khà luôn đó. Cái xe đã giờ cho chị bán cũng 12 năm rồi đó mọi người. 12 năm rồi đó. Giỏi ghê gớm ấy. Các chị gái Huế là giỏi lắm.
bán mười mấy năm rồi, cho nên là phần lớn khách hàng người ta biết hết rồi, cho nên là người ta quen, khách hàng quen nhiều mọi người. Gà Việt là phải nước mắm gừng ha. Dạ. Nước gừng ăn nó mới đậm đà. Cái nồi nước lèo huyết không gì ngon gì hấp dẫn thiệt hết rồi. Cái nồi nước lèo huyết, cái huyết ăn ngon á. Tô 25.000 nhưng mà chị bán rất là nhiều. Cái chả này gọi là chả lá hay là chả cây hay là chả gì? Chả cây với chả lùa đó. À. Còn cái chả Huế là chả nào nữa? Chả Huế là chả này đó. À, cũng là nó luôn. À, tùy theo người gọi tên đó ha. Dạ, tùy theo vùng trong miền vậy đó. À. Ui, cái nồi nước lèo bây giờ nó sôi nên đã chứ chưa? Cái than này cho nó là đâu có giảm được ha, cứ để vậy luôn ha. Bởi vì thứ nhất là cái bếp than cho nên là người ta giữ miếng nước lèo vậy thôi. Ồ, có khách sao bỏ mì vậy? Đó, người ta giữ miếng cái nồi nước lèo nó sôi sùng sục rồi đó bạn. Ngoài cái bún miếng rau thì có cái này đơn giản thôi. Đây một tô bún măng gà có giá là 25.000 ở cái ngay chỗ quận 1, đây măng khá là nhiều. Đây có gì ha, đây quyết. Đây gà thì có đầy đủ gà xé rồi lòng gà. Rồi măng nhiều. Những người thích ăn những cái món măng như kiểu chua chua và thì qua thể bỏ qua chỗ này ha, chỗ này nó rất là hấp dẫn đó. Chị nấu ngon á. Đi ăn mình thích nhất là cái món tỏi ngâm này. Có nhiều người không thích ăn cái món tỏi ngâm này bởi vì người ta nói là nó ra cái mùi hôi thì nó hôi. Rồi, mình cũng không biết nữa nhưng mà ăn thấy cũng bình thường. Cái món này nó thêm cái chả nữa. Cái chả này thì người ta lấy lò. Cái chả này đơn giản. Nhưng mà cái tô 25.000 mọi người nhìn rất là nhiều ha. Dân lao động ghé vô đây rất là đông. Thank you.
bán vỉa hè mà hình thức là cái ghế nhựa dài để lên hoặc là bưng ngồi tự bưng tự ăn thôi. Đó là cái trước giờ ở cái khu quận 1 này mà mình biết là chỉ bán sớm rồi à. Tới cái lúc cao điểm thì người ta thường là hết rồi, 8-9 giờ là đã hết rồi. Đây còn bộ bà này nè. Đúng nổi. Anh Cường tỉnh. Từ không ăn gì đúng không? Đây quyết dịch như quyết heo gì? Quyết heo anh. Heo. Chưa vậy là chị bán ra chị biết là ngày nào lĩnh lương luôn. À, nó lĩnh lương ra nó đưa tiền á. Dạ.